Men ngăn cao là gì? Men gan là các protein mà gan sản xuất, có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng hóa học trong cơ thể, bao gồm sản xuất mật, phá vỡ thức ăn và chất độc, đồng thời chống lại các nhiễm trùng. Lượng protein này trong máu là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe của gan có tốt hay không. Tuy nhiên, nồng độ men gan cao không phải lúc nào cũng thể hiện gan bị tổn thương hay là mắc một số bệnh nghiêm trọng nào đó. Men gan tăng cao thường là dấu hiệu cảnh báo gan bị viêm hoặc tổn thương. Số thay đổi về nội tiết tố hoặc là phản ứng với thuốc có thể làm tăng nồng độ men gan tạm thời. Mức độ tăng cao thường sẽ trở lại bình thường sau khoảng tầm từ 2 đến 4 tuần mà không cần phải điều trị. 5 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nồng độ men gan tăng cao. Nguyên nhân thứ nhất, do viêm gan virus như viêm gan A, B, C. Nguyên nhân thứ hai, do rượu bia, việc lạm dụng rượu bia quá mức gây tổn thương đến gan nghiêm trọng. Nguyên nhân thứ ba, do việc sử dụng thuốc bao gồm thuốc kháng sinh và giảm đau. Nguyên nhân thứ tư là các vấn đề về miễn dịch như viêm gan tự miễn. Nguyên nhân thứ năm, do chất béo tích tụ lâu ngày trong gan không do rượu bia mà từ thói quen sinh hoạt ăn uống hàng ngày thiếu khoa học, dẫn như ăn quá nhiều các loại đồ chiên rán, đường, tinh bột và một số loại carbohydrate khác. Một số triệu chứng của men gan tăng cao bao gồm mệt mỏi, vàng da, ngứa da, thay đổi màu nước tiểu, phân. Một số trường hợp khác có thể xảy ra tình trạng buồn nôn, đau bụng, sưng bụng hay giảm cân không rõ nguyên nhân. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Nguyễn Ngọc. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.